mình sẽ dùng cái vòi mình xịt cho những cái viên phân nó rơi xuống và nó sẽ tan cái phân nó ra đấy. Xin chào các bạn. Sau cái đợt mưa nhiều ngày vừa rồi thì lúc này thì trời nó cũng ít mưa dần đi rồi. Hôm nay thì cũng sầm thì cũng muốn mưa lắm rồi. Nhưng mà lượng mưa nó sẽ ít dần đi, nó sẽ không nhiều như cái thời gian vừa rồi. Thời gian vừa qua mưa nhiều ngày quá, mưa khoảng độ 2 tuần liền. Hôm nay thì mình sẽ đi bón cho một lượt phân. Lúc này thì những cây hoa được dược mình đã cắt ngọn lần 2 rồi và bây giờ cần phải cung cấp dinh dưỡng cho nó các bạn. Hôm trước thì mình có bón một chút phân gà. Hôm nay thì tiến hành bón cái phân LVK đầu trâu này các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi bón cho nó. Thay vì hòa nước thì mình sẽ rắc cho một ít ra đây các bạn. Rắc ở đây tí xong mình dùng vòi phun xịt mình tưới. Chứ tưới hòa nước tưới lâu lắm. Mình rắc như này cho nó nhanh các bạn. Lúc này là lúc mà mình cần bổ sung thêm dinh dưỡng để cho cái cây hoa thực dược giống này nó cho ra những cái mầm chất lượng. Do mình cắt ngọn mình đem đi dâm rồi, lúc này hầu như là những cái cây thực dược này nó chỉ còn những cái cẳng thôi, những cái thân trơ trụi khi mà đã bị cắt ngọn đang lộ ra. Những cây hoa thực dược lúc này không còn là sự sống nữa, nên là phải bổ sung thêm cái lượt phân này vào để cho cây nó có dinh dưỡng, nó sẽ nuôi những cái mầm đang nhú ra các bạn. Những mầm nhú ra rất là nhiều. Đấy, mình sẽ rắc cho một lượt phân LVK đầu trâu như thế này. Lúc mình chưa cắt thì nhìn nó xanh rập trời luôn các bạn. Khi cắt đi rồi thì kể cả cái luống hoa thực dược mình chăm sóc mà mầm nó có tốt chăng nữa thì khi mình cắt đi nó cũng chỉ để lại những cái cuộng như này thôi, những cái thân già như này thôi. Mình bón như này thì nó sẽ hấp thụ cái phân này và nó sẽ rất là tốt. Hôm trước do là nó mưa nhiều ngày quá nên là cái phân gà hôm trước mình bón thì mình cũng chưa tưới nước cho nó các bạn. Hôm nay thì nhân tiện mình bón cái phân LVK đầu trâu này thì mình sẽ tiến hành mình tưới nước luôn cho nó tan phân. Lúc này trên cây hoa thực dược nó cũng có xuất hiện những con dày trắng. Con dày trắng nó bé li ti. Nó cũng xuất hiện trên cây hoa thực dược. Thì sau khi bón xong như này thì mình sẽ phun xịt thuốc cho nó. Nếu mà ngày mai mà thời tiết không có mưa thì mình sẽ phun xịt cho nó các bạn. Mình phải phun xịt trước khi mình cắt ngọn các bạn. Trước khi mình cắt ngọn khoảng độ 1 tuần thì mình sẽ phun xịt thuốc cho nó để những cái mầm nó mọc ra đủ tiêu chuẩn. Mình cắt thì nó sẽ không bị dày dẹt bọ trĩ nó làm cho con queo. Thì chỉ những cái mầm đó thì mình dâm nó mới nhanh ra dễ thôi các bạn. Còn khi đã bị bọ trĩ nó chích hút đi rồi, mình không phun xịt cho nó thì dâm những cái ngọn nó không ra dễ đâu. Trứng bọ trĩ dày dẹp nó vẫn ở trong cái ngọn này, nó ký sinh ở cái mặt lá. Khi mình dâm vào nó lại càng lở ra, nó càng lây lan ra nhiều. Trời lúc này đang sầm sì muốn mưa, ảnh hưởng của bão các bạn. Bão thì nó sang Đài Loan chứ nó chẳng về mình, nhưng mà mây mái này đưa về kín cả trời. Rắc cái này xong thì mình sẽ dùng vòi xịt mình xịt cho nó tan. Nếu mình không bón thì cái cây nó cứ lụi dần đi các bạn, nó cứ lụi dần đi. Vì trồng suốt mấy tháng mùa hè thì nắng mình không bón được. Bây giờ là cái lúc thời tiết nó cũng mát mẻ rồi, tích cực bón phân cho nó để cho nó ra nhiều cái mầm mới. Mùa trồng hoa được dược Tết thì cũng không mấy ở đâu các bạn. Lúc này cũng là giữa tháng 7 âm rồi, gần hết tháng 7 âm rồi. Nên là chăm sóc cho nó phát triển.
để mình còn có những ngọn mình dâm mình trồng vào vụ Tết. Chứ cứ để nó sơ xác như này thì xong, ngọn nó rất là ít. Bây giờ thì mình đã bón xong một luống rồi, giờ về lấy cái vòi máy bơm ra để mình xịt cho nó tan cái phân ra. Tan cái phân này ra thì cây nó hấp thụ luôn phân, chứ không để như này. Để như này thì nhiều khi cái viên phân nó còn mắc ở trên lá cây này, nó sẽ làm cháy cái thân cây. Đây này, nó vẫn mắc ở trên cây đây này các bạn này. Đây, cái viên phân nó vẫn mắc này. Mình không phun xịt đi thì nó sẽ mắc cái viên phân ở cây này. Và cái cây đó nó sẽ bị thối ngay ở cái đoạn viên phân nó mắc. Giờ thì mình sẽ dùng cái vòi mình xịt cho những cái viên phân nó rơi xuống và nó sẽ tan cái phân nó ra đấy. Hôm nay xịt thế này thì cái phân gà hôm trước mình bón cho nó hôm nay nó cũng tan theo. Nhưng chỉ tưới cho nó đủ ẩm thôi các bạn. Thời tiết này khả năng đêm lại có mưa, trời sầm sì lắm. Thì nó hấp thụ cái phân này thì khoảng tuần nữa thì lại xanh dập trời ngay. Thời tiết mà nó nóng như hôm qua 35 độ thì mình bón thì nó cũng không phát triển được mấy đâu. Khi mà thời tiết nó mát như này, nhiệt độ khoảng độ 32 độ trở lại thì mình tranh thủ mình bón. Thì mình bón được mấy hôm mát là nó sẽ khác ngay. Có những hôm thời tiết nó nóng muốn bón nhưng mà bón nó cũng không lên được đâu các bạn. Dược nó phải mát mát một chút thì mình bón phân nó mới hiệu quả. Cái củ này nó già rồi, nó nằm ở đây nó lâu ngày rồi, mấy tháng trời rồi, bộ rễ của nó cũng chưa có nhiều, nó sống được qua cái mùa hè đến giờ này nó mới hồi sinh lại, cái bộ rễ nó mới dần dần nó mới phát triển nhiều ra. Khi mà thời tiết càng mát mẻ thì cái cây hoa được dược nó càng hồi sinh nhanh. Cái phân đầu trâu này mình cứ bón vào đây mình cứ tưới như này thôi, sau nó sẽ ngấm nó tan dần ra. Chứ không nhất thiết lúc này mình phải tưới cho nó tan cái cục phân ra đâu, bởi vì cái cục phân này nó khô nó cũng tan từ từ, không tan nhanh đâu. Còn nếu mình hòa được nước mình tưới thì nó sẽ tốt hơn, vì phân nó sẽ hấp thụ luôn vào đất luôn. Còn mình bón như này, mình tưới như này thì nó sẽ từ từ nó hấp thụ dần. Ngày hôm nay mát bao nhiêu thì ngày hôm qua nắng bấy nhiêu các bạn. Ngày hôm qua nắng 35-36 độ. Nhìn ra ngoài trời coi như là 5 giờ chiều vẫn nắng. Hôm nay được cái là do ảnh hưởng của bão này, mát từ sáng, cả ngày hôm nay không có nắng. Lúc này mình đã bón xong rồi các bạn, còn mấy luống nữa mai mình sẽ bón nốt. Giờ tối rồi. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Xin chào, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.